Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Thiên Kiếp Mi, truyền thể thành phim Thủy Long Ngâm của tác giả Đằng Bình. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 62, nhà lao ngựa trắng. Bốn người đường lệ từ rời khỏi nhà trọ, vốn định đưa Lâm Bô ra quan đảo cho hắn về nhà. Nhưng nói mãi mà Lâm Bô không chịu về một mình, hắn khăng khăng muốn giúp đường lệ từ tìm ra cỗ xe ngựa đang giam giữ thẩm lang hồn mà a thùy cũng không thể đi chỉ có nàng biết trên vo sắt hai con tuấn mã của bạch tố xa khắc hoa văn gì nếu không ai muốn đi bốn người và một đứa bé cũng chỉ còn cách đồng hành cùng đi xuống đáy khe núi đêm qua bị lửa lớn thiêu dụi đến nỗi diện mạo thay đổi hoàn toàn tất cả mọi thứ từng nằm dưới đáy khe sâu đều đã tan thành mây khói cát đá vách núi đều cháy xém đen xì nứt nẻ, cây cối biến thành than, mấy mảnh vải vụn của liều trại treo trên đầu cành nám đen, phất phơ theo gió, trông hoang vắng tiêu điều. Từ nơi này chỉ có một con đường rời đi, đường lệ từ đưa tiểu đào hồng cho mộc Đoàn Nhi, muốn nàng bảo vệ ba người an toàn. Còn y men theo con đường kia đi về phía trước một đoạn, rồi nhanh chóng trở về. Phụng Phụng vừa thấy y liền ngoảnh đầu chui vào lòng A Thùy không muốn nhìn y nữa. Đường lệ từ cứ như chưa từng để phụng phụng vào mắt, mỉm cười nói. Con đường phía trước quá nhiều dấu chân ngựa, muốn tìm một dấu móng rõ ràng e rằng rất khó, tiêu tốn rất nhiều thời gian. Nhưng chỉ có một con đường, cứ chạy đến ngã ba đi, nếu ngựa của phong lưu điếm chia làm hai nhóm thì có lẽ sẽ tìm ra manh mối. Vậy thì đến ngã ba đi. Ngọc Đoàn Nhi không hết nghĩ ngợi. Tìm ra xe ngựa là có thể tìm được thẩm đại ca rồi. Đường lệ từ nhẹ nhàng nói. Nhưng phía trước là đường núi, một con đường núi dài hun hút, đi qua rừng rậm và suối khe, e rằng A Thủy cô nương và Lâm công tử. Ánh mắt y thông thả lướt qua hai người rồi dừng lại trên mặt A Thủy. Cô nương vẽ lại hoa văn trên vó ngựa cho ta xem, sau đó ta đưa các người về. Lâm bô lập tức lắc đầu. Trèo đèo lội suối là chuyện thường đối với ta. A Thủy trầm ngâm dây lát rồi lắc đầu. Có lẽ nhìn thấy dấu chân, ta sẽ nhớ ra càng nhiều manh mối, có thể giúp ngươi tìm ra hang ổ hiện giờ của phong lưu điếm. Dù sao ta cũng ở phong lưu điếm vài tháng rồi, đông công chúa, tây công chúa, thậm chí dư khớp phượng, ta đều rất quen thuộc. Nếu đã vậy thì làm thế này đi. Đường lệ từ khẽ mỉm cười. Ngọc cô nương cõng cô, ta cõng lâm công tử, như vậy hành động sẽ tương đối dễ dàng. A à, Thủy tiếng ngẩn ngơ, Ngọc Đoàn Nhi đã vỗ tay cười nói. Đúng rồi, làm vậy chúng ta cũng không cần chờ hai người thong thả đi. A à Thùy gật đầu, dùng đai lưng phụng phục buộc chặt ra sau lưng mình. Ngọc Đoàn Nhi cõng nàng, đường lệ từ cõng lâm bô, hai người dùng thân pháp phóng đi theo con đường mòn trong rừng. Con đường mòn lầy lội trải dài hun hút, giải rác những dấu chân ngựa. Cũng có cả vết bánh xe, nhưng trên vết bánh xe có dấu chân ngựa đè lên, trên dấu chân ngựa này lại có dấu chân ngựa khác, nên căn bản không thể phân rõ dấu vết của một con ngựa hay một cỗ xe nào. nhưng nhìn vào dấu vết để lại, có thể thấy rất nhiều binh mã đã chạy thoát từ nơi đây. đuổi theo hơn ba dặm, ngọc đoàn nhi đã bắt đầu thở dốc. đường lệ từ đi chậm lại một chút, tay phải đỡ sau lưng ngọc đoàn nhi, đẩy nàng lao nhanh về phía trước. cõng người chạy chủ yếu dựa vào lực eo, ngọc đoàn nhi được y đỡ lưng, tinh thần phấn chấn tiếp tục chạy về phía trước hai người chạy một mạch không ngừng vượt qua một ngọn núi thì đến ngã ba của con đường núi nơi ngã ba vết móng và dấu chân người vẫn đi về cùng một hướng dấu chân thưa thớt hơn hẳn là có một số người đã leo lên cây mà dấu xe ngựa vẫn rõ ràng dễ phân biệt giữa những dấu móng giải rác khắp nơi có vài dấu móng lớn hơn một chút so với bình thường mép trước của móng in lại một đường vân giống hoa mà không phải hoa giống cỏ mà không phải cỏ a à, thùy gật đầu với đường lệ từ đó là dấu chân hai con ngựa cao lớn trắng như tuyết đây chính là xe ngựa của bạch tố sa con đường càng ngày càng rộng dấu chân ngựa của bạch tố sa in lại rõ ràng chẳng mấy chốc dấu bánh xe và chân ngựa đã rẽ sang một ngả khác tách biệt với dấu chân người đi vào một khu rừng rậm đường lệ từ và ngọc đoàn nhi bước vào rừng trên đường mọc đầy cỏ dại không nhìn rõ dấu móng chỉ thấy dấu vết cây cỏ bị nghiền nát kéo dài vào bên trong lại đến một ngã rẽ dấu chân ngựa và vết bánh xe đột ngột chia ra làm hai hướng mà trên một nhánh cây ở lối rẽ bên phải còn vương lại một sợi tơ vụn màu trắng đường lệ từ khẽ mỉm cười rẽ sang phải trước mắt là con đường dẫn xuống núi vượt qua ngọn núi này đã nhìn thấy một trấn nhỏ trước trấn có bia đá bên trên viết hai chữ thừa phong rõ to trấn nhỏ này có lẽ tên là trấn thừa phong một cỗ xe ngựa treo màn trắng kéo bằng hai con ngựa lớn trắng như tuyết đang chạy ra từ cửa một trang viên có tên vọng đình sơn trang chạy về hướng đông ngọc đoàn nhi ổ lên chính là cỗ xe ngựa này sao nhưng người xem ngựa chạy rất nhẹ nhàng trong xe nhất định không có ai lâm bô leo xuống khỏi lưng đường lệ từ trên cửa sổ có buộc sợi chỉ đỏ không a à, thủy cũng xuống khỏi lưng mọc đoàn nhi hạ giọng hỏi. Chỉ đỏ, trên cửa sổ của cỗ xe ngựa này vốn buộc một sợi chỉ đỏ rất mảnh. Lâm bồ chỉ theo hướng cỗ xe ngựa kia rời đi. Nhưng bây giờ không thấy nữa. Có lẽ sợi chỉ đỏ là dấu hiệu cho thấy trong xe ngựa có người không? Ánh mắt bốn người đổ dồn vào. Vọng đình Sơn Trang, nếu đình viện có vẻ ngoài bình thường này là một trong những cứ điểm của phong lưu điếm, vậy thẩm lang hồn rất có thể đang ở bên trong. Đường công tử, ngươi định làm gì? lâm bô nhìn sơn trang tâm trạng đã hơi sốt ruột bên trong rất dễ có mai phục ta thấy xông vào hơi khó đấy đường lệ từ ngắm sơn trang mỉm cười vô cùng hòa nhã ta sẽ không xông vào y vỗ vai lâm bô đẩy hắn ra sau lưng a thùy ba người tìm một chỗ trốn trước đi đừng chọc vào rắc rối ngọc đoàn nhi chớp mắt ta sẽ bảo vệ họ đường lệ từ cười cười xoa đầu nàng cô phải nghe lời a thủy tỷ tỷ của cô ngọc đoàn nhi giữ chặt chuôi kiếm tiểu đào hồng người muốn đi vào kiểu gì đường lệ từ lấy từ trong ngực ra một viên đạn màu bạc đưa cho a thủy đó là một viên đạn khói khi ném mạnh nó xuống đất không chỉ bốc khói mù mịt mà còn bắn tín hiệu màu đỏ lên trời kiếm hội trung nguyên dùng nó cho mục đích cấp cứu và liên lạc a thủy nhận viên đạn màu bạc nàng đã thấy thứ này khi còn ở trên núi hảo vân biết công dụng của nó đường lệ từ không giải thích công dụng của viên đạn tín hiệu này y cũng đưa tay ra xoa đầu a thùy năm ngón tay vỗ về dường như vô cùng dịu dàng a thùy né tránh chỉ thở dài mỉm cười hỏi người làm sao để vào đó gõ cửa đường lệ từ nhẹ nhàng nói ta xưa nay không phải ác khách tay phải y mới rời khỏi đầu nàng đã thỏ vào ngực áo lại lấy ra một vật cài lên tóc a thùy a thùy toáng ngẩn ngơ ngọc đoàn nhi thò đầu ra xem đó là một cây châm cài tóc bằng bạc, tạo dáng như ý, hình thức tuy đơn giản nhưng hoa văn rất phức tạp, là một cây châm bạc mang phong cách cực kỳ cổ điển hoa lệ, trông tựa tựa vòng bạc tẩy cốt trên cổ tay đường lệ từ. Là một cây châm, nàng vốn yêu cái đẹp, thấy A Thủy bỗng dưng có một cây châm đẹp như thế, trong lòng hết sức ngưỡng mộ. Đường lệ từ nhẹ nhàng nói, cây châm này tên là tẩy tâm như ý. A Thủy đưa tay nhận lấy châm bạc, trên mặt vốn đang mỉm cười, nhưng giờ đã không cười nổi nữa. Nàng còn chưa nói gì, đường lệ từ lại lấy từ trong áo ra một vòng ngọc nhỏ, mỉm cười với ngọc đoàn nhi. Chiếc vòng này tên là, bất khí, mang ý nghĩa tình sâu tựa biển, không xa không rời. Ngọc Đoàn Nhi nhận vòng ngọc đeo lên tay, chiếc vòng kia trong veo lấp lánh, màu dịu như nước, trông vô cùng đẹp mắt. Ngọc Đoàn Nhi rất vui, nhịn không được cười lên. Cái vòng này đẹp quá đi mất, đường lệ từ thấy nàng vui vẻ khua tay múa chân thì chỉ cười nhẹ. Gió núi thổi qua, đầu tóc quần áo y bay phất phơ, xoay người đi xuống vọng đỉnh sơn trang dưới chân núi. Trâm tẩy tâm như ý vào vòng bất khí, tuy A Thủy chưa từng nghe danh hai món đồ trang sức này, nhưng nếu đã nằm trong ngực đường lệ từ thì giá trị của chúng chắc chắn không rẻ. Người đời kể thiếu niên công tử dung một hộp châu đổi lại một tiếng cười dai nhân, gây nên chiến hỏa nghiêng nước nghiêng thành đó là chuyện hoang đường khiến người ta nản lòng biết bao nhưng nhưng thật ra đối với nữ nhi nếu có người nguyện ý làm chuyện này không cần biết hắn ôm tâm tư ra sao thì mình vẫn rất rất a à, thủy rút cây châm bạc trên búi tóc lặng lẽ nhìn theo bóng lưng đường lệ từ vẫn cảm thấy mình rất được cưng chiều nhưng sự cưng chiều của đường lệ từ có lúc rất nhẹ có lúc rất nặng đôi khi là thật đôi khi là giả còn có lúc, có hại nữa. Cây châm bạc kia, nàng cài lên cũng không đúng, nhận cũng không đúng, mà vứt đi càng không đúng. Tay xiết lại làm cây châm đâm vào ngón tay đau nhức, nàng chợt tỉnh ngộ, rằng thật ra đường lệ từ chỉ muốn nàng đau khổ vì y mà thôi. Y muốn nàng và phụng phụng thống khổ vì mình, đau lòng vì mình, tốt nhất là chết vì mình. Đường lệ từ đi đến cửa vọng đình Sơn Trang, nhấc vòng cửa gõ nhẹ vài cái. Chẳng bao lâu sau, một tiểu nha đầu búi tóc hai bên mở cửa, tò mò nhìn Đường Lệ Từ. huy là?" Đường Lệ Từ bày ra vẻ mặt hết sức ôn hòa, khom lưng xuống nhẹ nhàng nói: "Ta đến tìm người, trong nhà muội có vị thuốc thuốc nào trên mặt xăm hình rắn đỏ không? Ta là bạn hắn." Tiểu nha đầu kia mới chừng 13-14 tuổi, nghe vậy liền gật đầu. Thuốc thuốc ngủ trong lòng, nhưng tỷ tỷ nói không được cho ai vào thăm. Đường lệ từ hỏi càng thêm dịu dàng. Phải làm sao mới được vào thăm hắn? Tiểu nha đầu kia mỉm cười hết sức ngây thơ mơ mộng. Tỷ tỷ nói phải chơi với ta, huynh thắng ta sẽ cho huynh vào thăm. Chơi à, chơi trò gì vậy? Đường lệ từ mỉm cười, tiểu nha đầu trước mặt mắt hạnh tóc đen, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Muội tên là gì? Tiểu nha đầu kia chỉ vào mũi mình. Ta tên Quan Nhi, còn huynh tên gì? Đường lệ từ nhớn mày ta họ đường, tên đường lệ từ, đường ca ca. Quan Nhi hé ra một khe cửa, ngoắc tay nói. Vào đi. Đường lệ từ ngước mắt nhìn lên, sau cửa không phải vườn hoa. Sau lưng tiểu nha đầu ngây thơ mơ mộng là một cái ao nông, nước không sâu nhưng bốc lên một thứ mùi gai mũi. Trên mặt nước treo một sợi dây thường mảnh nối thẳng lên mái nhà đối diện, khỏi nói cũng biết ao nước này đương nhiên không thể đụng vào. Mà gian nhà đối diện đơn giản tao nhã, toát ra vẻ yên bình tựa như bên trong không có ai quan nhi nhảy lên sợi dây thừng kia lấy từ trong ngực ra một vật nắm trong tay chúng ta đổ xúc sắc nếu huynh đổ ra số lớn hơn ta thì tiến về phía trước nếu số của ta lớn hơn thì huynh lùi về phía sau quan nhi nói rất nghiêm túc nếu huynh lui đến cuối đoạn dây thừng thì phải nhảy xuống ao nếu ta để cho huynh đi sang bờ bên kia thì ta cũng phải nhảy xuống ao đường lệ từ vỗ vỗ tay giao hẹn rồi nhé. Quan Nhi lui đến đầu bên kia của sợi dây thừng, đường lệ từ tung người nhảy lên dây. Hai người đứng cách nhau hai trường, dây thừng khẽ đung đưa dưới chân họ, khiến hai cái bóng in xuống mặt ao cũng theo đó lay động không ngừng. Bắt đầu. Quan Nhi giơ cao tay phải rồi buông, hai viên xúc sắc rơi xuống ao, ánh mắt hai người đồng loạt lướt qua nàng ném ra một viên. Sáu điểm, một viên, một điểm, chấm nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, xúc sắc dưới ao sủi lên một tầng bọt trắng, che đi điểm số, dường như muốn tan vào trong nước. Quan Nhi vỗ tay kêu to, mau lên mau lên nào, nếu không xúc sắc rơi rồi cũng chẳng chơi được nữa. Đường lệ từ khẽ mỉm cười, vất ống tay áo, hai viên xúc sắc kia bỗng lao ra từ trong nước, còn chưa rơi vào tay y đã đồng loạt xoay vòng trên không rồi lại cùng rơi xuống ao. Hai người đồng thời nhìn lướt qua, một viên, sáu điểm một viên, ba điểm, chấm, đường lệ từ tiến lên hai bước, giơ tay mỉm cười. Đến lượt muội rồi. Quan nhi đảo mắt hai vòng. Ôi, vì sao huynh không tự tay cầm xúc sắc? Đường lệ từ nhẹ nhàng đáp. Ta sợ đau. Quan nhi lắc đầu, lại lấy từ trong ngực ra hai viên xúc sắc nữa, ném vào trong nước. Hai viên xúc sắc ban đầu rơi xuống ao đã bị nước ao ăn mòn một nửa, hoàn toàn không nhìn rõ điểm số. Xúc sắc rơi vào nước, trôi bồng bềnh trong ao, lần này là một viên. 3 điểm, một viên, 5 điểm, chấm. Đường lệ từ phất áo rồi chắp tay, mặt nước nổi lên một tầng bọt sóng, hai viên xúc sắc bay lên không chung, bắn ra vài chục giọt nước hát lên người Quan Nhi. Quan Nhi giật nảy mình, nhảy lên tránh nước ao, lại thấy hai viên xúc sắc đều được 6 điểm thì lập tức ngẩn người. Đúng lúc nàng nhảy lên, đường lệ từ đã tiến thêm bốn bước, mỉm cười hết sức dịu dàng xin lỗi, ta lại thắng rồi. Quan Nhi lại đưa tay vào ngực, lấy ra hai viên xúc sắc mới. Lần này nhất định sẽ không để cho huynh thắng. Nàng buông tay cho xúc sắc rơi xuống nước, lần này cũng ra hai viên sáu điểm, là điểm số lớn nhất. Đường lệ từ khẽ mỉm cười, Quan Nhi thoáng hoa mắt, bỗng dưng gương mặt đường lệ từ đã cận kề trước mắt nàng, mặt đối mặt mũi đối mũi. Nàng sợ hãi hét lên một tiếng, lùi về sau tránh né. Đường lệ từ vẫn dí sát theo như bóng với hình. Nàng thấy đôi mắt y kề sát mặt mình bị phóng to và đen hơn, tựa như dưới ao nước sâu đen ngòm có một con ác thú dự tợn muốn nổi lên mặt nước. Rồi y nhẹ nhàng nói, "Quan nhi, muốn chơi cũng được thôi, nhưng trước khi ăn gian, muội nên chắc chắn người chơi cùng muội không đột ngột bảo muội rằng ta không chơi nữa." Chỉ nghe một tiếng bộp khẽ, Quan nhi hộc ra một ngụm máu tươi rơi xuống ao. Chơ mắt nhìn máu mình làm mặt ao bốc lên một làn khói trắng. Đường lệ từ vỗ nhẹ một trường vào ngực nàng, bế nàng lên đặt trước cửa gian nhà phía sau sợi dây, xoa đầu nàng rồi đẩy cửa bước vào. Nàng bị đặt ở cửa như một con búp bê rách nát, không thể cựa quẩy, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh và mặt trời. Y không ném nàng xuống ao, cũng không giết nàng. Dù nàng mới 14 tuổi, nhưng thật ra đã giết rất nhiều người lồng ngực quan nhi phập phồng, thở hồn hển nhìn trời, khung cảnh trước mắt rộng mênh mang mà chẳng có một ai. Trong gian nhà sau lưng quan nhi cũng không có người, đường lệ từ đẩy cửa bước vào, đó là một Phật đường, nhưng trên bệ không có tượng Phật. Sâu so, trong màn chứng âm u lẽ ra phải là nơi cúng Phật tổ lại treo một bức tranh phụ nữ, nếu đường lệ từ không có đôi mắt tinh tường thì cũng không phát hiện ra được. Trước bức tranh thắp một nén hương, hương vừa cháy hết không lâu, cả phật đường vẫn còn thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt ấy đường lệ từ ngắm kỹ bức tranh kia nét vẽ rất giống thật không phải bút pháp tầm thường thậm chí còn dùng vài loại màu vẽ hiếm gặp thấp thoáng phong cách tranh sơn dầu y cảm thấy tranh này quá nửa là tác phẩm của liễu nhãn vẽ một thiếu nữ toàn thân mặc áo váy màu hồng thiếu nữ này trông rất giống tây phương đào nhưng lại không phải là tây phương đào nàng trẻ hơn một chút so với tây phương đào đang vén mái tóc xõa tung có mấy lọn tóc đen bay phất phơ rủ xuống trước ngực trên người nàng là một bộ váy áo màu đào vô cùng quen thuộc giống hệt bộ đồ mà tây phương đào thường mặc thiếu nữ này có cái cằm thon gương mặt trái xoan đẹp đẽ hàng mi rủ xuống như đang nhìn mặt đất trên cổ nàng phía bên phải có một nốt ruồi đen nhỏ nhìn vào tranh có thể thấy nàng ngồi dưới tán cây hoa đào hoa trên cây nở rực rỡ dưới đất rụng đầy cánh hoa hòa lẫn với bộ váy áo màu đào của nàng, trông dịu dàng như mộng. Nhưng bức tranh này cũng không phải cảnh thật. Đây là bức chân dung ký họa một thiếu nữ, sau đó vẽ thêm bối cảnh mà thành tranh. Đường lệ từ nhìn bức vẽ đăm đăm, dựa trên cơ sở này có thể thấy thiếu nữ này nhắm mắt lại ngồi dựa vào vật gì đó, mái tóc hơi rối, tư thế cũng rất cứng nhắc, dễ chừng. Là một thi thể. Nếu liễu nhãn vẽ chân dung cho một thi thể, sau đó Tây Phương Đào treo nó ở đây thờ cúng, thì thiếu nữ trong bức tranh kia nhất định không tầm thường. Dựa vào dấu vết bốn phía Phật đường, dễ thấy bức tranh này đã treo ở đây thờ cúng từ lâu rồi. Vọng đình Sơn Trang nhất định đã trở thành cứ điểm của phong lưu điếm được vài năm, không lẽ chính là để thờ cúng bức tranh này sao? Bốn bể vắng vẻ tĩnh mịch, đường lệ từ đứng trước bức chân dung một lúc, chợt đưa tay kéo nó xuống cất vào trong ngực, bước từ Phật đường ra ngoài qua cửa sau phía sau Phật đường là một vườn hoa, hòn non bộ nước chảy róc rách, kỳ hoa dị thảo, rừng đại thụ tinh diệu tuyệt vời tạo ra một kỳ cảnh trốn nhân gian, tựa như tất cả cảnh đẹp làm người ta thán phục ngưỡng mộ trên thế gian đều đã hòa vào vườn hoa không lớn không nhỏ này. Đường lệ từ nhướn mày, khẽ mỉm cười, người xây nên đình viện này thật sự rất giỏi, thế mà trong đình viện đẹp tựa tiên cảnh ấy lại không có ai, trông nó hệt như một tòa nhà trống thẩm lang hồn có thật sự ở trong tòa sơn trang này không? Đường lệ từ vén cành mai khô mùa đông, chỉ thấy trên mặt đất mồn ngang gỗ đá là hơn hai ba chục thi thể đang nằm lặng lẽ, phần lớn là yêu hồn tử sĩ mặc áo đen bó sát thiêu hoa, còn có vài người không biết là ai cũng lặng lặng nằm dưới đất. Những thi thể này thoạt nhìn không bị thương, nhưng chính giữa ấn đường đều có một chấm đỏ, đường lệ từ ngừng đầu lên, chỉ thấy trong rừng có một lồng sắt treo lơ lửng giữa không trung. Bên ngoài lồng sắt bò kín những con rắn độc khô màu nâu, nên vừa rồi y tạm thời không nhìn ra trong lồng mơ hồ có một người. Ha ha ha, là ngươi? Giữa không trung vang lên một giọng nói yếu ớt, không còn sức lực, ngữ điệu nhàn nhạt, nhạt, nhưng vẫn không mất đi vẻ lạnh nhạt châm biếm. Đường Lệ từ thở dài, ngươi nói chuyện giống hệt hắn, nghe nói ngươi bị lột sạch đồ rồi, sao vẫn còn vô ảnh châm mà giết người? thi thể nằm la liệt trên đất đều chết dưới vô ảnh châm của thầm lang hồn, bắn xuyên qua ấn đường, còn chưa phát hiện đã toi mạng. Vô ảnh châm của ta luôn cắm trên tóc, nghe nói cao thủ ám khí còn nhét được mấy chục loại ám khí vào ngực, ta nào có bản lĩnh ấy, còn không muốn vô duyên vô cớ bị chính kim độc giấu trong ngực mình hại chết. Người trong lồng ho khan hai tiếng, thất giọng khan khan. Ta nghe nói, chỉ vân chết rồi, người giết hắn à, ta giết, đường lệ từ nhẹ nhàng hỏi ngươi sợ không thẩm lang hồn dường như cười khẩy giết người chẳng phải cũng chỉ là giết người thôi sao khổ khổ bao giờ ngươi đưa ta ra khỏi cái lồng này đường lệ từ nhặt một thanh trường đao dưới đất nhảy lên chém vài đường rắn độc bên ngoài lồng sắt rơi lộp bộp từng con cuối cùng cũng nhìn rõ dáng vẻ của thẩm lang hồn đúng là cả người hắn trần trụi nhưng dù sao vẫn mặc được cái quần hắn ngồi dựa vào lồng không nhúc nhích toàn thân loang lổ máu, không biết đã chịu bao nhiêu vết thương. Đường lệ từ vẫn cầm đao, tay bắt đao quyết, mặt mũi tươi cười. Nhìn vết thương thì có vẻ là nghìn đao lóc thịt đấy. Thẩm lăng hồn cười cười. 38 đao, nhưng còn chưa chết được. 38 đao, bọn chúng muốn gì từ ngươi? Đường lệ từ thở dài, tay vẫn bắt đao quyết, mũi đao nửa thu nửa xuất. Giữ mạng cho ngươi để làm gì? Thẩm lăng hồn cười khổ. Đương nhiên là để khuyên ta lựa lúc ngươi mất cảnh giác mà xin ngươi một đao chứ sao nữa. Đường lệ tư thở dài. Đám canh chừng ngươi đâu? Chắc không chỉ có mấy chục gã người chết không nên hồn này chứ. Thẩm lăng hồn khàn khàn đáp. Bạch tố xa ra ngoài, trong viện vốn còn hai tên nữa nhưng không thấy đâu. Ta nghe tiếng ngươi nói chuyện với nha đầu quan nhi chết tiệt kia nên mới ra tay bắn chết đám bị thịt này. Tiểu nha đầu kia biết rõ hầu viện không có người nên mới rủ ngươi chơi cùng để câu giờ, khổ khủ. khủ. Người cướp liễu nhãn đi, giờ gặp lại không sợ ta giết người à. Giọng đường lệ từ hơi trầm xuống, một làn gió lướt qua, y vẫn tươi cười, tay bắt đào quyết rất nhẹ, dường như hoàn toàn không định xuất đao. Thẩm lăng hồn yên lặng một hồi. Ta đã nói với người từ lâu rồi, ta sẽ giết hắn trước khi hắn hại chết người. Hắn cất giọng nhàn nhạt, nhạt. Đến giờ ta vẫn chưa giết hắn đâu, chẳng lẽ còn phải xin lỗi người à? Mẹ nó chứ. Một tiếng. Keng giòn giã vang lên, đường lệ từ vung đao chém, lồng sắt treo lơ lửng lập tức mở ra. Lúc người mắng người, đúng là giống hắn. Y còn chưa nói hết câu, thẩm lang hồn sống giờ chết giờ đang nằm trong lồng sắt bỗng nhấc tay phải lên, cầm con dao găm vẫn giấu dưới người đâm thẳng vào bụng đường lệ từ. Sau một tiếng, keng, trường đao rơi xuống đất, đường lệ từ đứng sững không động đậy còn thầm lang hồn thì vô cùng kinh ngạc nhìn đâm đăm bàn tay cầm dao găm của mình máu tươi bắn ra từ vết thương, văng lên mờ u bàn tay hắn, hắn trợn tròn mắt nhìn đường lệ từ. Ngươi! Hắn cứ đinh ninh nhát dao này chắc chắn không trúng, cho nên cực kỳ yên tâm, đâm rất mạnh rất dứt khoát. Trên mặt đường lệ từ lại không hề có biểu cảm, thẩm lang hồn hạ giọng hỏi. Tại sao, ngươi không tránh? Trong đình viện bỗng xuất hiện rất nhiều bóng người, có phủ thúy, có bạch tố xa cũng có gà áo đen thần bí kia. Thẩm lăng hồn giận dữ nhìn đường lệ tư. Mẹ nó sao ngươi không tránh? Ngươi rõ ràng đã sinh nghi. Ngươi còn biết hỏi vì sao bọn chúng không giết ta mà chỉ chém 38 đao? Ta rõ ràng đã nói với ngươi, bọn chúng muốn ta lựa lúc ngươi mất cảnh giác mà đâm ngươi. Mẹ nó chứ sao ngươi nghe không thủng? Sao ngươi không tránh? Sao ngươi? Hai tiếng. Bốp bốp. Vang lên, bạch tố xa lạnh lùng vỗ tay, phủ thúy gặm đùi gà cười tít mắt nhìn thẩm lang hồn. Không hổ là sát thủ hạng nhất, nhát dao vừa rồi vừa nhanh vừa chuẩn, dù là một con lợn cũng bị ngươi đâm chết. Thi thể vợ ngươi ở phòng khách bên trái, mang đi chôn đi. Thẩm lang hồn cắn răng nhìn đường lệ từ, đường lệ từ mỉm cười với hắn, lấy từ trong ngực ra một món đồ đặt vào tay hắn, nhỏ giọng nói. Đi đi. Thẩm lang hồn run rẩy toàn thân. Ngươi, ngươi, mẹ nó, ngươi đúng là thằng đần hắn hét lớn rồi rút dao, máu tươi bắn ra, bắn lên cơ thể chẳng chịt vết thương của hắn, vừa thê lương vừa đáng sợ. Đường lệ từ thuận theo thế đao ngã ngồi xuống đất, tay đẻ lên vết thương, ho khủ khủ, đầu óc hơi choáng váng, máu tươi nhỏ từng giọt từng giọt xuống nền đất cát sỏi. Thẩm lang hồn cúi đầu nhìn vật mà đường lệ từ dúi vào tay hắn, vật kia làm bằng vàng, nạm đầy đá quý màu xanh lục, là một cây châm cài tóc hoa lệ. À hắn hét lên điên cuồng, toàn thân run lẩy bẩy, đây là Xuân Sơn Mỹ Nhân Châm. Chính là bảo vật có thể đổi lấy thi thể Hà Nương từ tay lạc phách thập tam lâu. Hắn nắm Xuân Sơn Mỹ Nhân Châm thật chặt, xông vào phòng khách bên trái. Chỉ nghe có tiếng, dầm, hắn xô vỡ một cánh cửa sổ rồi nhảy qua đó vào phòng. Phủ Thúy cười ha hả chỉ nghe một tiếng hét thê thảm điên cuồng vang lên trong phòng, rồi sát một con heo nái từ trong đó bay ra còn chưa rơi xuống đất đá bị cắt thành một đống máu thịt bầy nhảy bay tứ tung. Thẩm lang hồn cầm xuân sơn mỹ nhân châm trên tay, hai mắt đỏ ngầu, dàn từng bước ra ngoài. Toàn thân hắn nhuốm máu, không phân biệt được là máu người hay máu heo, bước đi cứng ngắc như bị ma nhập. Đông công chúa, bạch tố sa bình thản nói, giết hắn ngừa hầu hoạn. Phủ thúy phun xương gà ra, giơ một tay lên đánh xuống đầu thẩm lang hồn. Bạch Tố xa cũng rút đoạn giới đao chém về phía đường lệ từ đang ngồi dưới đất. Một tiếng nổ, đùng, vang lên, xương trắng ngập tràn, trước mắt mọi người bỗng mờ mịt không nhìn rõ mục tiêu, ai nấy đều lo đây là lôi hỏa đạn nên đồng loạt lùi về sau. Một vệt lửa đỏ phóng lên cao, phủ thúy hét lớn, tung liền mấy trưởng phá vỡ làn sương mù dày đặc. Màn sương tan đi, chỉ thấy đình viện trống trơn, thầm lang hồn thế mà lại nhẫn nhịn được, không xông lên liều mạng mà chọn cứu đường lệ từ đang gục dưới đất đi gã thoáng kinh ngạc hậm hực xì một tiếng ai mà ngờ họ thẩm chuồn nhanh thế đúng là có tình có nghĩa với đường lệ từ bạch tố xa quát lên bọn chúng đều bị thương chia ra bốn hướng đuổi theo yêu hồn tử sĩ vâng dạ rồi nhảy qua tường đuổi theo bốn hướng người áo đen kia lắc lắc đầu trầm giọng nói thẩm lang hồn là sát thủ đứng đầu giang hồ biết thuần che giấu hành tung hiếm có trong thiên hạ hôm nay bất cần để hắn chạy thoát muốn tìm lại rất khó may mà hắn lạnh lùng nói nhát dao hắn đâm đúng là rất mạnh dù đường lệ từ không chết thì trong thời gian ngắn cũng tuyệt đối không thể hành động thuộc hạ thất trách không thể giết y bằng một đao bạch tố sa nghiêm nghị nói phủ thúy liếc nhìn nàng tố tố một đao ban nãy của ngươi ta ngờ là muốn tranh công đấy bạch tố sa cúi đầu không nhận cũng không chối, ánh mắt vẫn lạnh nhạt. Thẩm lang hồn cõng đường lệ từ nhảy ra khỏi vọng đình Sơn Trang, phía sau đã ngay lập tức có yêu hồn tử sĩ xếp thành hàng đuổi theo. Toàn thân hắn chẳng chịt vết thương, thể lực thua xa ngày thường, cõng thêm một đường lệ từ bước đi lại càng chật vật. Hắn mới đi được vài chục trường đã kiệt sức, tính toán mọi đường, nhất thời không nghĩ ra cách nào để chạy trốn, trong lúc cấp bách hắn khẽ quát. Giờ tính sao? tay đường lệ từ vận ấn lên vết thương trên bụng, ho một tiếng. Cứ đi thẳng về phía ngọn núi bên trái. Thẩm lang hồn sốc lại tinh thần, hăng hái chạy về ngọn núi bên trái. Ngọn núi kia tuy không xa, nhưng với sức lực của hắn bây giờ, hễ nhảy lên là lồng ngực đau rát như lửa đốt, chỉ thở thôi cũng giống như chết đi sống lại rồi. Dọc đường đi chật vật thi triển thuật ẩn nấp chạy đến tận chân núi, thẩm lang hồn cố nén hơi thở trong ngực, nấp vào đám cỏ đưa mắt quan sát bên ngoài. Trên bãi cỏ sâu trong rừng có mấy người đang ngồi, hai cô gái một thư sinh, thậm chí còn ôm theo một đứa bé. Thẩm lang hồn nhịn hết nổi, ho một trận dữ dội, phun ra một ngụm máu tươi. Cứu tinh mà đường lệ từ nghĩ đến, không lẽ chính là mấy nam thanh nữ tú còn chẳng đáng gọi là nhân vật tép diêu trong giang hồ này sao? Nghe tiếng ho của hắn, mấy người ngồi trên sườn núi quay đầu lại thẩm lang hồn cõng đường lệ từ lảo đào bước ra những người này hắn đều quen mặt cả tuy chưa từng gặp lâm bô nhưng hắn theo dõi hành tung của liễu nhãn đã chứng kiến liễu nhãn tình cờ gặp lâm bô a à thùy còn chưa nhìn rõ người trong bụi cỏ là ai đã đứng phát dậy ngọc đoàn nhi kinh ngạc hỏi thẩm đại ca y dài sao y lại ra nông nỗi này thẩm lang hồn thở hồn hền vài hơi thì thào người của phong lưu điếm đuổi theo đằng sau chúng ta phải trốn ngay đi a thùy nắm lấy tay đường lệ từ thật chặt đường công tử bị thương thế nào thẩm lang hồn hạ giọng đáp thương vào nội tạng a thùy tái mặt sao lại bị thương nặng thế thẩm lang hồn vẫn trầm giọng đáp là ta bị phủ thúy khích bác giật dây hờ là ta xiên y một nhát nói lắm mà làm gì chúng ta đông người thế này trốn làm sao đây cải trang đường lệ từ nheo nheo mắt chỉ tay vào những ngôi nhà dân trong trấn thừa phong, khẽ thì thào. Tìm một gian nhà, trông bình thường nhất, xông vào, trói hết già trẻ gái trai nhà đó lại, sau đó. Chúng ta vào ở... Y chỉ Ngọc Đoàn Nhi, Ngọc Đoàn Nhi không hề ngốc, gật đầu lia lịa, xoay người chạy như bay. Trong giang hồ này, nàng là người lạ mặt nhất, dù phong lưu điếm theo dõi thư mi cư một thời gian dài nhưng diện mạo Ngọc Đoàn Nhi lại từ từ thay đổi, càng ngày càng trẻ trung nên lúc này đây nàng là người khó bị nhận ra nhất ta bị thương không hiểm đường lệ từ khẽ thì thào mi mắt khép lại không nhìn thầm lam hồn dựa vào lồng ngực a thùy đâm chúng trái tim kia thôi y khẽ run đôi môi tái nhợt mà gò má vẫn đỏ ửng. nhưng nó vẫn đang đập a thùy nắm chặt tay y đường lệ từ lại tránh ra chúng ta không thể chạy thoát được đám phong lưu điếm theo đuôi chỉ có thể làm liều lúc bị thương y rất ghét có người ở gần a thùy thở dài ta đi giúp mọi người cải trang chẳng bao lâu sau ngọc đoàn nhi đã nhanh chóng trở lại chỉ vào một gian nhà nhỏ bên rìa trấn chỗ kia thẩm lang hồn lập tức cõng đường lệ từ lên trên người chỉ khoác vội tấm áo ngoài của lâm bô lao vào trấn như một cơn gió lâm bô và a thùy đợi bọn họ đi rồi mới từ từ theo sau hai người không biết võ công bế một đứa bé trong tay không dễ làm người ta chú ý. Đến ngôi nhà kia, thẩm lang hồn thầm khen tiểu nha đầu này thông minh. Ngôi nhà này nằm ngoài dìa trấn thừa phong, cách những nhà khác một quãng, không làm người ta chú ý, mà phòng ốc cũng rộng rãi, chứng tỏ ra cảnh không quá tệ. Ngọc Đoàn Nhi đã điểm huyệt năm người trong nhà này giấu xuống gầm giường, nàng đã quen tự tiện xông vào nhà dân nên không lạ lẫm chút nào thẩm lang hồn đặt đường lệ từ lên cái giường nhỏ trong phòng thở ra một hơi thật dài rồi ngồi phịch xuống đất hồi lâu vẫn không đứng dậy nổi a thùy nhanh chóng lục lọi hết quần áo trong tủ của gia đình này một lượt lấy ra hai bộ đồ nữ cho mình và ngọc đoàn nhi thay trước rồi lại lấy hai bộ đồ nam đưa cho lâm bô và thẩm lang hồn thay gia đình này đều là nông dân quần áo rất thô sơ a thùy lại lấy ít cho trong bếp bôi vào mặt mình và ngọc đoàn nhi lâm bồ ra dáng thư sinh nhìn trẻ hơn tuổi thật còn hình xăm rắn đỏ trên mặt thẩm lam hồn thì không tài nào xóa đi được ngọc đoàn nhi lấy từ trong bếp ra một viên than đang cháy đỏ rực ta dí cho phát là hỏng luôn chẳng ai nhận ra đâu a à, Thủy sợ hết hồn vội vàng ngăn cản nhưng cách này của ngọc đoàn nhi lại giúp nàng nảy ra ý tưởng khác liền xé khăn tay trắng của mình thành nhiều mảnh nhỏ thấm máu trên người thẩm lam hồn rồi băng kín nửa đầu hắn vờ như trên đầu có vết thương, che kín cả phần má có hình xăm rắn. Ngọc Đoàn Nhi vỗ tay khen hay, nhưng trong lòng A Thùy hiểu rõ, kiểu hóa trang vụng về này nếu đụng phải bạch tố xa hay phù thúy nhất định sẽ bị vạch trần ngay tại chỗ, và lúc này chỉ có thể cầu trời khấn Phật cho bọn họ không đến. Bốn người vội vàng sửa soạn cho bản thân, rồi cùng nhìn sang đường lệ từ đang nằm trên giường. Phải cải trang cho y thế nào mới được, nếu giả làm nông phu, thì đường lệ từ tướng mạo tú nhã ra thịt trắng trẻo, chẳng giống tẹo nào. Mà nếu không giả làm nông phu thì phải giả làm ai? Bụng y bị thương không đi được, phong lưu điếm nhất định sẽ tập trung giả soát những người bị thương ở bụng. A à, Thùy dậm chân. Đường công tử, ta thấy chỉ còn cách giấu ngươi đi, dù có cải trang thành nông phu thì cũng bị người ta phát hiện ra thôi. Đường lệ tự ấn tay lên bụng, nhát dao kia đã đâm trúng trái tim phương chu. Nhưng bên ngoài trái tim bọc kín trong cơ và thịt, lưỡi dao của thẩm lang hồn không xuyên qua được, nên chảy máu không quá nhiều, lúc này đã dần dần cầm máu. Thấy bốn người kia đã cải trang qua loa, đường lệ từ lắc lắc đầu, giơ tay lên. Trên người ai có mang theo sơn phấn? Ngọc Đoàn Nhi đưa tay vào ngực, mặt đỏ lên. Ta có. A à, Thủy không dùng son phấn nên không mang theo người. Đường lệ từ nhận một hộp son, một ít phấn nước một cây bút kẻ mày từ tay Ngọc Đoàn Nhi, nhờ A Thùy lấy một quả trứng gà từ trong bếp ra. Vết dao trên bụng y tuy sâu nhưng lại không tổn thương nội tạng, nên ngay lập tức mồi dậy, mi mắt khép hờ chậm chậm mở ra. Thẩm lang hồn Thẩm lang hồn ngừng đầu lên, thở ra một hơi rồi bình thản nói. Không lẽ ngươi biết thuật dịch dung à? Tùy hắn là sát thủ nhưng hiếm khi gặp phải đối thủ, nên cũng không giỏi thuật cải trang dịch dung đường lệ từ mỉm cười nhàn nhạt, nhạt cái dáng vẻ cố gắng tỏ ra tỉnh táo này thẩm lang hồn đã gặp mấy lần rồi ta không biết dịch dung y tháo mảnh vải trắng quấn trên đầu thẩm lang hồn ra để thẩm lang hồn ngồi lên cái ghế kê trước mặt y ta chỉ biết trang điểm lâm bô và ngọc đoàn nhi đưa mắt nhìn nhau không biết đường lệ từ muốn làm gì với thẩm lang hồn chỉ thấy y đập vỡ quả trứng gà lấy lòng trắng hòa cùng bột nước ngón tay y nhúng vào bột nước rồi chậm chậm thoa lên phần má có hình xăm rắn đỏ của thẩm lang hồn. Màu bột nước vốn không che được sắc đỏ của mực xăm làm bằng son, nhưng đường lệ từ chờ cho bột nước khô đi lại bôi thêm một lớp nữa. Cứ lặp đi lặp lại vài lần, đến lượt thứ tư đã hoàn toàn không thấy hình xăm rắn đỏ trên mặt thẩm lang hồn đâu nữa, chỉ còn lại một mảng trắng xóa như đeo mặt nạ. Mà gương mặt trắng nhợt như chết trôi này hình như còn làm người ta chú ý hơn gương mặt có hình xăm rắn đỏ. Ngọc Đoàn Nhi tim đập thình thịch, chỉ sợ người của phong lưu điếm đột ngột xông vào. Cũng may tiếng ồn ào xa dần, bạch tố xa quát yêu hồn tử sĩ đuổi theo bốn hướng, giờ đuổi càng xa, tạm thời sẽ không quay lại. Đường lệ từ bôi trắng mặt thầm lang hồn xong thì lấy một chút son, bôi lên má theo hướng từ ngoài vào trong. Son này vốn màu đỏ đậm, nhưng y chỉ lấy một ít, bôi lên mặt chỉ hơi lên màu, gương mặt trắng bạch như chết trôi kia dần dần hồng hào. Lâm Bồ ngạc nhiên nhìn thủ pháp của đường lệ từ, theo từng nét tô của y, gò má thẩm lang hồn dường như gầy đi, cằm cũng nhọn lên. Đường lệ từ quệt son đỏ lên ngón tay, nhẹ nhàng vết lên khóe mắt thẩm lang hồn, sau đó dùng bút kẻ mày vẽ lên mí mắt hắn. Thẩm lang hồn cảm thấy toàn thân cứng ngắc, ngón tay đường lệ từ mềm mại ấm áp, bút kẻ mày vẽ lên mí mắt đau nhói như kim châm đợi bút kẻ mày của Đường Lệ Tư rút về hắn mới thở phào nhẹ nhõm ba người đối diện đều ồ lên hết sức kinh ngạc Ngọc Đoàn Nhi há mồm cứng lưỡi nhìn Thẩm Lang Hồn tướng mạo Thẩm Lang Hồn hết sức bình thường nhưng dưới bàn tay tô tô vẽ vẽ của Đường Lệ Tư dường như đã hoàn toàn biến thành người khác Đường Lệ từ trang điểm cho gò má gầy đi sống mũi cao thẳng lên ánh mắt dường như có thần hơn rất nhiều khiến người ta chợt nhận ra trong mắt của Thẩm Lang Hồn vô cùng đẹp khi hắn nhìn người khác, dường như những quầng sáng rực rỡ trong nhà ngoài cửa đều phản chiếu lấp lánh trong đôi mắt kia. Trời ơi, người trang điểm cho thẩm đại ca thành, yêu quái. Ngọc Đoàn Nhi lầm bầm. Sao lại biến thành thế này? Chán đường lệ từ đã lấm tấm mồ hôi, tay lại chấm một ít lòng trắng trứng xoa lên mặt thẩm lang hồn, những vệt phấn kia đột ngột biến mất. Dường như thẩm lang hồn sinh ra đã mang gương mặt tuấn Mỹ này rồi. Ngón trỏ đường lệ từ rạch một cái, tạo ra một vết thương dài trên gò má phải của hắn, máu tươi dì ra rồi nhanh chóng kết vay. Sửa sang xong, mặt mũi thẩm lang hồn đã hoàn toàn thay đổi, dường như biến thành một con người khác, nhất là vệt máu dài trên má lại càng khiến người ta chú ý. Đường lệ từ thở phào một hơi, khẽ mỉm cười, chỉ bộ áo thư sinh mà lâm bô vừa thay ra. Ngươi, ngươi có thể đi, tự đặt cho mình một cái tên giả, dù có phải dùng đến võ công cũng không sao lâm Bồ hoảng sợ nhìn thẩm lang hồn với gương mặt đã hoàn toàn thay đổi ngọc đoàn nhi bật cười ta đặt cho thẩm đại ca một cái tên cư sĩ mặt sẹo phan nhược an có được không thẩm lang hồn gượng cười nhặt bộ áo thư sinh của lâm bô mặc lên người đến khi ăn vận trình tề rồi đúng là ai nấy đều để mắt nhưng không ai nhận ra vị thư sinh tuấn mỹ này chính là thẩm lang hồn a à, thùy sửa sang lại búi tóc cho hắn thẩm đại ca đi đi Thẩm lang hồn gật đầu, đường lệ từ đưa tay lên, khẽ thì thảo với hắn những lời bí mật, lại lấy trong ngực ra một món đồ dao cho thẩm lang hồn, hắn gật đầu liên tục rồi xải bước ra ngoài. Nơi này nằm kế bên vọng đình Sơn Trang, vô cùng nguy hiểm, đi được người nào thì hay người đó. Đường lệ từ khó mà hành động, buộc phải ở lại, để thẩm lang hồn đi nhất định sẽ tìm ra cách giải quyết tình cảnh khó khăn này phải nghĩ cách dẫn dụ toàn bộ đội ngũ phong lưu điếm ra khỏi đây, hoặc tìm được cao thủ vô song, đưa đường lệ từ đi mà không kinh động đến phong lưu điếm. Có làm được không? Tình hình kiếm hội trung nguyên phức tạp khó lường, hắn chỉ còn cách cầu cứu bích lạc cung. Thẩm lang hồn thản nhiên đi trên đường phố trấn thừa phong, tìm một quán ăn lấp đầy bụng rồi đi về phương Bắc. Uyển Úc Nguyệt Đán có ra tay giúp đỡ không? Thật ra thẩm lang hồn không chắc, chỉ thầm mong đám người trong vọng đỉnh sơn trang chết bất đắc kỳ tử, không còn một mống. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.